Mạng xã hội Trung Quốc hiện đang vô cùng xôn xao thông tin Bành Vũ Yến đang theo đuổi Đường Vũ Triết và sẽ sớm công bố mối tình đồng tính với khán giả. Chỉ sau thời gian ngắn, từ khóa liên quan đến Bành Vũ Yến và Đường Vũ Triết nhanh chóng leo top tìm kiếm Weibo. Không để người hâm mộ thêm hiểu nhầm, công ty đại diện của nam diễn viên sinh năm 1982 đã lên tiếng phủ nhận ngay trong đêm, đây là tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến công việc của Bành Vũ Yến. Chúng tôi yêu cầu các tài khoản xóa bài đăng có thông tin không chính xác. Chúng tôi cũng đã ủy thác cho một công ty luật để trừng phạt những kẻ cố tình truyền bá nội dung sai sự thật. Trên trang Weibo cá nhân, Bành Vũ Yến cũng thể hiện sự bức xúc bằng một dòng trạng thái ngắn, giả đấy, quá vô vị và nhảm nhí. Được biết, Bành Vũ Yến và Đường Vũ Triết từng thuộc một công ty quản lý. Ngoài đời cả hai có mối quan hệ thân thiết. Ngôi sao phim Điệp Vụ Tam Giác Vàng chưa từng công khai bạn gái nên tin đồn Bành Vũ Yến hẹn hò đồng giới khiến công chúng bất ngờ, tò mò. Trong quá khứ, Bành Vũ Yến vướng rất nhiều tin đồn tình cảm với các mỹ nhân như Trương Quân Ninh, Đại S, Quách Thái Khiết, Thư Kỳ, Juna. Về phía Đường Vũ Triết, mỹ nam này bị chụp ảnh hẹn hò với người đẹp gợi cảm kém 13 tuổi, Tô Tiểu Hiên vào tháng 7 năm 2019. Tuy nhiên, phía nam diễn viên phủ nhận mối quan hệ. Bành Vũ Yến sinh năm 1982 là ngôi sao gốc Đài Loan hiếm hoi rất thành công tại Trung Quốc đại lục. Anh sở hữu vẻ đẹp nam tính, mạnh mẽ và vóc dáng săn chắc. Khả năng diễn xuất của nam nghệ sĩ cũng được đánh giá cao. Tại Việt Nam, anh quen thuộc với khán giả qua các phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thiếu Niên Dương Gia Tướng, Đại Mạc Giao, Điệp Vụ Tam Giác Vàng, Tà Không Thắng Chính, Ngộ Không Kỳ Truyện, Hoàng Phi Hồng, Từ Chiến Trường Thành. Đường Vũ Triết kém Bành Vũ Yến 2 tuổi, từng là mỹ nam một thời của Đài Loan. Anh nổi tiếng trong thời kỳ phim Thần Tượng Sứ Đài làm mưa làm gió khắp châu Á với các tác phẩm nổi bật như Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Trung Cực Nhất Bang, Thơ Ngây 2, Cơm Giang Trứng. Trước đó vào nửa đêm ngày 25 tháng 1, một tài khoản đã đăng một tấm ảnh chụp màn hình có nội dung Bành Vũ Yến chuẩn bị công khai bạn trai đồng tính là Đường Vũ Triết, mọi kế hoạch đã được tính toán cẩn thận. Thông tin gây sốc này đang khiến cho tên tuổi của hai nghệ sĩ trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Nguồn tin cho hay, hai nghệ sĩ chuẩn bị công khai hẹn hò. Bành Vũ Yến sẽ là người chia sẻ tin vui trước, sau đó mới là Đường Vũ Triết, nội dung của bài viết sẽ là hy vọng nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Bành Vũ Yến sinh ra tại Đài Loan và di cư đến Canada năm 13 tuổi. Tuy có vẻ ngoài trời phú nhưng thời niên thiếu anh vẫn không hề nghĩ rằng bản thân sẽ dễ hướng sang làm diễn viên mà lại có tham vọng trở thành doanh nhân. Bành Vũ Yến từng theo học chuyên ngành kinh tế tại Đại học British of Columbia. Bành Vũ Yến là một trong những diễn viên chuyển mình thành công nhất. Giờ đây người ta khi nhắc đến tên anh sẽ nhớ đến một ngôi sao tài giỏi của nền điện ảnh. Giỏi giang là thế song khi đã đến độ tuổi 35, anh vẫn một mình một bóng. Mặc dù từng dính khá nhiều tin đồn tình ái với hàng loạt diễn viên nữ nổi tiếng và xinh đẹp nhưng anh chàng phong lưu họ Bành này vẫn chưa một lần lên tiếng thừa nhận. Bành Vũ Yến cùng với Hồ Ca hiện đang là hai anh chàng độc thân đẳng cấp kim cương của màn ảnh Hoa ngữ. Các fan nữ của anh vừa thấp thỏm lo lắng thần tượng bị ế vừa không mong chàng trai của mình sẽ thuộc về cô gái khác. Có vẻ như tin đồn lần này đã khiến fan của anh chàng một phen nháo nhào.